dung của cái bài 8 sắp xếp và lọc dữ liệu thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì như hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách trình bày thì cái dữ liệu bằng biểu đồ. Thì chúng ta là bước qua cái bài chính, thì như đã nói thì thầy đã dặn các em thì xem trước cái bài chính này rồi thì cái nội dung chúng ta học rất là dễ. Mời các em theo dõi nội dung. Thì trước khi vào cái bài chính đó, cái bài mới của mình đó, thì thầy có một số cái câu hỏi cần hỏi đến các em để cho các em nắm được cái thông tin để chúng ta là hiểu rõ hơn cái phần này. Thì như các em đã biết thì ở trên đây là hai cái hình thầy đã chụp ra đó. Mời các em xem hai cái hình này và có một cái câu hỏi như thế này. Thì trong cái hai cái hình này á, thì cái dữ liệu mà đã được trình bày ở cái hình mà 1.99A và cái hình ở 1.99B thì cái cách nào dễ hiểu hơn và thu hút sự chú ý của người đọc và cũng như là mình giúp cho người đọc dễ ghi nhớ hơn. Thì các em suy nghĩ trong vài giây. Thì thầy sẽ nói luôn là cái hình nào là cái cách biểu diễn nào là cái cách dùng để cho người dùng đọc và dễ hiểu và dễ ghi nhớ lâu hơn, đó là cái hình 1.99B. Như em đã quan sát đó, thì cái hình 1.99A bên đây thì nó thể hiện là đây là một cái bảng, đúng không? Một cái bảng thì ở trên đó là có nhiều cột. Ở đây là có là 4 cột, là cột thứ nhất là năm học, cột thứ hai là cột nam, cột nữ và cột tổng cộng. Thì ở đây là thể hiện 4 cột. Nhưng mà khi mà người dùng là nhìn người dùng cũng như là người đọc á, thì nhìn vào cái bảng số liệu này thì đôi khi đó là hay bị gói, nên là không có thể là phân biệt được hoặc là so sánh được cái số liệu qua từng năm thể hiện. Thì em nhìn qua cái hình 1.99B á, thì cái hình này dựa vào cái bảng dữ liệu của hình 1.99A để vẽ ra một cái biểu đồ với cái hình cột như thế này. Thì người dùng sẽ là nhìn vào cái biểu đồ này, mình sẽ so sánh được là các năm thì số lượng nam và nữ và cũng như là cái cột tổng cộng á, thì qua hàng năm đó, nó có sự tăng giảm như thế nào. Thì mình nhìn vô đó thì mình thấy được và hiểu được và sẽ ghi nhớ lâu hơn. Tiếp theo nữa là có một cái câu hỏi như thế này. Giả sử như là chúng ta sử dụng một cái chương trình đồ họa nào đó, chẳng hạn như là chương trình thiết kế ảnh như là Photoshop, hoặc là thiết kế những cái như là AutoCAD, những cái phần mềm dùng để vẽ những cái hình ảnh biểu đồ. Nhưng mà khi mà cái dữ liệu ở cái hình 1.99B này ta dùng những cái phần mềm đồ họa đó mình vẽ thì sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà khi mà cái dữ liệu ở trên cái bản tính ở bên đây 1.99A, nếu mà cái dữ liệu này, một trong những cái cột này mà thay đổi dữ liệu thì khi mà mình vẽ rồi á thì nó sẽ bắt buộc chúng ta là phải vẽ lại cái biểu đồ khác. Chứ khi mà cái chương trình bản tính này tạo ra thì nó giúp cho chúng ta là khi mà cái dữ liệu bên đây thay đổi thì tự động cái biểu đồ của chúng ta sau khi vẽ đã sẽ thay đổi theo những cái nội dung bên đây đó. Thì cái đó là các nội dung mà cái bài chúng ta sẽ tìm hiểu. Mời các em sang cái nội dung của bài. Bài chính trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.
Thì ở trong bài chính này có 6 phần. 6 phần thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần 1 là minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Rồi phần 2 là một số dạng biểu đồ thường dùng. Phần 3 tạo biểu đồ. Rồi phần 4 là chỉnh sửa biểu đồ. Phần 5 là câu hỏi và bài tập. Phần 6 liên hệ giải đáp. Thì mình sẽ nghiên cứu từng phần một. Mời các em xem cái phần minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Thì cái phần minh họa bằng biểu đồ này thì các em phải nắm được cái định nghĩa thế nào là biểu đồ. Thì biểu đồ là gì? Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa. Như là nó đã thể hiện bằng, như là hồi nãy mình có coi cái hình mà 1.99B đó, thì cái hình biểu đồ đó là biểu dạng ở biểu diễn ở hình dạng cột. Còn những cái biểu đồ khác như là đoạn thẳng hay là hình tròn gì đó, một hồi chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Rồi cái ưu điểm mà khi mà mình sử dụng cái biểu đồ để biểu diễn dữ liệu thì nó có các ưu điểm như sau thì mình cần nắm. Thì đầu tiên, cái ưu điểm đầu tiên thì là cái ưu điểm là dễ hiểu, dễ gây ấn tượng, và khi là người đọc á, là giúp cho người đọc là ghi nhớ lâu hơn. Rồi cái ưu điểm tiếp theo nữa là biểu đồ được tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Thì cái này rất là quan trọng. Sau khi mà mình vẽ biểu đồ xong rồi á, là cái dữ liệu của mình muốn thay đổi những nội dung hoặc là thay đổi những con số á, thì là cái biểu đồ sẽ tự động cập nhật lại cái thông tin mà chúng ta đã thay đổi. Rồi có nhiều dạng biểu đồ khác nhau, thì ở đây nó có rất là nhiều cái biểu đồ để chúng ta lựa chọn nó phù hợp với các nội dung mà chúng ta muốn vẽ. Ví dụ là biểu đồ cột, hình tròn, gấp khúc, thì một hồi mình sẽ nói tới. Thì các em thấy là trên cái màn hình thầy chiếu đó, thì ở đây là cái phần mà ảnh chụp ra từ cái thanh công cụ ở trên chương trình bảng tính. Thì cái thanh công cụ này có ở trên cái dãy lệnh insert đó, trên dãy lệnh insert. Sau khi mà chúng ta là chọn cái dãy lệnh insert đó, thì cái công cụ các công cụ vẽ biểu đồ này sẽ hiển thị ra. Thì các công cụ này nó nằm ở trong cái nhóm là tra trên cái dãy lệnh insert. Thì mình sẽ sang cái phần hai nhỏ, nghiên cứu về cái phần mà một số dạng biểu đồ thường dùng. Một số dạng biểu đồ thường dùng thì các dạng biểu đồ thường dùng thì mình coi có các dạng biểu đồ nào. Hồi nãy giờ thầy đã nói nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm hiểu. Đầu tiên là cái biểu đồ cột thì mỗi một cái biểu đồ thì nó có một cái ý nghĩa riêng. Nếu chúng ta không có chọn theo biểu đồ theo cái kiểu cái dữ liệu mà chúng ta mà không biết cái cách mà dùng các biểu đồ nào để phù hợp, thì thông tin mà chúng ta vẽ ra là rất là rối. Khi mà mình nhìn vô mà mình cũng khó mà đón được cái nội dung nó như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu được cái định nghĩa về cái biểu đồ dữ liệu nào, nên chọn biểu đồ nào đó. Biểu đồ tiếp theo là cái biểu đồ gấp khúc. Thì cái biểu đồ gấp khúc đó, thì dùng để là so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Đây các em nhìn thấy cái hình gấp khúc, thì cái này là nó dự đoán xu thế tăng hay giảm đó. Tiếp theo nữa là một cái biểu đồ hình tròn. Thì cái biểu đồ này là nó rất là thích hợp để là mô tả cái tỷ lệ, cái giá trị dữ liệu so với tổng thể. Một hồi thầy sẽ mình sẽ đi sâu vào những cái biểu đồ này để cho các em được nắm. Bây giờ mình qua phần 3 nhỏ. Qua phần 3 nhỏ là tạo biểu đồ. Cái mục này rất là quan trọng.
Tại vì nãy giờ mình đã chỉ là cái tìm hiểu về cái nội dung, ví dụ như là minh họa họa dữ liệu bằng biểu đồ, tìm hiểu là biểu đồ là gì, rồi một số biểu đồ thường dùng thì chúng ta đã biết về khái quát, về khái niệm của nó thôi. Nhưng mà cái cách mà thực hiện để tạo biểu đồ như thế nào thì cái mục ba nhỏ này chúng ta phải nắm. Các bước tạo biểu đồ thì mình coi các bước tạo biểu đồ như thế nào. Thì bước 1 là chỉ định miền dữ liệu. Bước 1 chỉ định miền dữ liệu. Tại sao phải chỉ định miền dữ liệu? Thì mình coi cái nội dung như thế này. Chỉ định miền dữ liệu thì giúp cho là cái chương trình bảng tính đó biết được em muốn biểu diễn dữ liệu gì trên cái biểu đồ đó. Đó, mình coi cái hướng dẫn ha, để thầy mở cái hướng dẫn. Hướng dẫn này là cái hướng dẫn số 1 thì mời các em xem. Ở đây có một cái chương trình bảng tính thầy đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Các em xem. Đây là cái chương trình bảng tính. Thì trên chương trình bảng tính này thì có các cột như là năm học, nam, nữ, tổng cộng. Thì là để tạo được cái biểu đồ đó, thì đầu tiên của chúng ta là phải chỉ định được cái miền dữ liệu. Miền dữ liệu là ở đâu? Miền dữ liệu là những cái gì mà chúng ta muốn biểu diễn trong biểu đồ thì chúng ta phải chọn nó. Ví dụ ở đây mình biểu diễn cái cột năm học, nam và nữ, thì mình chỉ cần xác định được cái miền dữ liệu mình muốn vẽ, thì mình chọn bao trọn tất cả, lít chọn một ô ở chỗ năm học, sau đó là chúng ta kéo chuột, thả chuột ra. Lưu ý là nên là bỏ cái cột tổng cộng, tại vì là cái miền dữ liệu của chúng ta là chọn là chỉ có cột năm học, cột nam và cột nữ, nên là chúng ta là chọn ba cái cột này thôi. Đó, còn lại những cái nội dung còn lại là chúng ta không chọn thì nó sẽ không thể hiện trên biểu đồ. Thì đó là cái bước đó là cái bước xác định miền dữ liệu. Tiếp theo nữa là cái bước 2 là chọn dạng biểu đồ. Chọn dạng biểu đồ. Thì chúng ta đã biết rồi là cái phần mà chọn dạng biểu đồ nó nằm ở trong cái nhóm tra trên giải lệnh insert thì nãy đã nói rồi ở phía trước. Thì bây giờ mình sẽ xem cái hướng dẫn trực tiếp ở trên chương trình bảng tính. Thì cái cách mà chọn dạng biểu đồ nó nằm ở vị trí nào trên chương trình bảng tính thì các em xem cái hướng dẫn số 2. Thì cũng như là nãy giờ mình đã cái bước 1 mình đã chỉ định được miền dữ liệu, ở đây là cái cột năm học, cột nam, cột nữ. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái bước thứ hai là chọn dạng biểu đồ. Thì bây giờ mình quan sát ở trên cái giải lệnh, tất cả các giải lệnh, ví dụ file home insert, file layout, folder, data, view, view. Rồi bây giờ là mình chọn cái giải lệnh nào có biểu đồ, chọn là insert. Đó. Sau khi chọn cái giải lệnh insert ra rồi đó, mình quan sát là cái nhóm lệnh là tra. Nhóm lệnh tra ở đây đó là nhóm lệnh tra là có các công cụ là tạo biểu đồ. Đó. Biểu đồ thì có nhiều dạng, nãy chúng ta đã học rồi là cái phần mà các dạng biểu đồ đó, biểu đồ cột, biểu đồ gấp khúc, biểu đồ tròn, vân vân, còn rất là nhiều. Thì tùy theo cái yêu cầu của cái nội dung của mình mà mình chọn một cái biểu đồ cho phù hợp. Sau khi đã chọn xong định dạng xong, mình đã chọn xong cái phần mà miền dữ liệu rồi á, thì mình sẽ chọn dạng biểu đồ. Ví dụ ở đây là hình cột thì chúng ta chọn dạng hình cột. Rồi sau khi mà lít vào biểu đồ hình cột rồi đó thì có một cái bảng hiển thị ra để chúng ta chọn vào các mẫu biểu đồ mà chúng ta đã chọn. Thì ở đây là biểu đồ cột thì nó có rất là nhiều cái biểu đồ cột ở trong đây. Ví dụ ở đây là thầy sẽ chọn cái phần biểu đồ bình thường dạng 2D thì chọn. Sau khi đã chọn xong á thì cái biểu đồ sẽ được hiển thị ra tại cái dùng làm việc của mình luôn. Đó. Đây là cái biểu đồ sau khi chọn. Ở đây là thể hiện qua các năm, ví dụ là năm 2011, 2012 thì số lượng học sinh nam và nữ
thì nam thì nó có màu xanh nè, rồi nữ là sẽ có màu đỏ đó. Thì ở năm 2011 2012 này á, thì số nam và số nữ sẽ chênh lệch. Ví dụ ở đây là tại sao mà ở đây cái cột của chúng ta là 0 đến 10, tại vì ở trong cái bảng dữ liệu này á, là cao nhất là 9 và thấp nhất là 4, nhưng mà cái cột mốc là từ 0 đến 10, thì ở đó là cái chương trình tự tạo ra. Thì cái số lượng nam và nữ, số lượng nam là 8, nữ và là 4, thì mình nhìn lên trên đây năm 2011 2012, số lượng nam là cột màu xanh thì thể hiện là 8, còn số lượng nữ là màu đỏ thì thể hiện là 4. Thì lần lượt qua các năm thì thể hiện được cái bảng so sánh, rồi những người dùng nhìn vô người ta sẽ nhớ là lâu hơn và là dễ hiểu hơn. Rồi tiếp tục nội dung bài. Thì ở đây thầy có một cái câu hỏi như thế này. Thầy đưa ra hai cái ảnh. Cái ảnh thứ nhất đó là làm một chấm 104C, và cái ảnh thứ hai là một chấm 104D. Thì tương ứng với trong sách giáo khoa của chúng ta đó, thì để cho các em dễ hình dung, thì trong sách giáo khoa đã có sẵn, thì các em có thể là quan sát trên sách giáo khoa cũng được. Thì cái câu hỏi này cũng nằm trong nội dung sách giáo khoa luôn. Thì như sau, thì em quan sát cái hai cái hình ở trên đó, thì em cho cái nhận xét về hai cái kiểu biểu đồ, và em hãy chỉ ra cái kiểu biểu đồ nào phù hợp nhất. Thì ở đây á, là mình có là cái biểu đồ, mình cứ hình dung đi, cứ hình dung trong đầu của mình á, thì ở đây là cái bảng dữ liệu như thế nào. Thì cái bảng dữ liệu ở đây là đơn giản thôi, ở đó là ở đây á, là có là cái thứ nhất là cái cột lớp á, nè ở đây nè mình coi nè. Cột lớp thì ở đây là có là các lớp nè, lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Rồi tiếp theo là có một cái cột nữa là cột nam, và thêm một cột nữa là cột nữ. Thì mình có là tổng cộng là ba cột. Cột đầu tiên là cột tên lớp nè, cột thứ hai là cột số lượng nam, cột thứ ba là cột số lượng nữ. Nhưng mà là mình đã biết được là trên bảng dữ liệu đó có những cái nội dung gì rồi, nhưng mà khi mà đưa ra một cái câu hỏi như thế này á, là mình so sánh giữa hai cái hình này, hình 1.104C và 1.104D, thì mình coi coi cái kiểu biểu đồ nào phù hợp với cái bảng dữ liệu này. Thì chắc chắn rồi, bây giờ mình coi nè, cái hình đầu tiên là cái hình biểu đồ góc khúc. Hồi nãy chúng ta đã nói biểu đồ góc khúc, thì ở trên đây đó là vẽ theo cái đường góc khúc khác nhau. Thì đó là nhìn trên đây gấp là kêu bạn gấp là cái nội dung là rất là khó nhìn, đúng không? Khó nhìn và ghi nhớ thì cũng không ghi nhớ lâu, nó chưa có phù hợp lắm. Khi mà mình nhìn qua cái bảng bên đây là cái biểu đồ hình cột, thì chắc chắn là cái biểu đồ hình cột này nó sẽ phù hợp với cái nội dung này hơn. Tại vì ở đây đó là ghi rất là rõ luôn, tại vì cột là cao thấp nè, nhìn vô là biết liền. Ví dụ nam nam cao nữ đối số lượng bao nhiêu đối chiếu qua, số lượng nữ bao nhiêu đối chiếu qua, thì ở đây là cái biểu đồ phù hợp nhất. Thì nói chung tùy theo cái nội dung mà chúng ta mà trình trình bày cái biểu đồ khác nhau, chứ không phải là nội dung nào chúng ta cũng chọn biểu đồ cột hoặc là chọn biểu đồ tròn, thì coi như là chưa phù hợp thì cái đó là không nên. Nói chung vẽ thì vẫn được, vẽ biểu đồ vẫn được, nhưng mà cái dữ liệu sau khi vẽ ra thì mình sẽ gói rất là gói mắt và sẽ không có ghi nhớ lâu được. Rồi mình sang cái phần chỉnh sửa biểu đồ. Thì cái phần chỉnh sửa biểu đồ này cũng rất là đơn giản, nếu mà các em chịu khó xem cái hướng dẫn đây thì cái phần này rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình đã tạo một cái biểu đồ rồi đó, ví dụ đang tạo một cái biểu đồ góc khúc mà mình thấy chưa có dự ý, thì sau đó là mình sẽ chọn lại cái biểu đồ khác, như là cái biểu đồ cột hoặc là cái biểu đồ tròn, để cho nó phù hợp với nội dung. Thì cái phần số 4 này, chỉnh sửa biểu đồ này sẽ giúp cho chúng ta
giúp cho chúng ta là thay đổi cái rồi không phù hợp đó. Mình coi nè, cái mục A nhỏ này đó là thay đổi dạng biểu đồ. Mình coi các bước thực hiện như thế nào ha. Thì bước 1 nháy chuột trên biểu đồ cần thay đổi. Thì tất nhiên là em cái biểu đồ nào em muốn thay đổi thì em click chọn vào cái biểu đồ đó. Bước 2 chọn dạng biểu đồ khác. Ví dụ như là từ hình tròn mình đổi qua đường gấp khúc á, thì mình chọn cái đường gấp khúc. Sau đó là mình quan sát là trên cái nhóm mà tra trên cái gì giải lệnh data, xin lỗi, trên giải lệnh insert á, thì ở trên này có cái phần mà thay đổi biểu đồ. Hoặc là em có thể là dùng cái lệnh là change tra thay trong cái nhóm thay trên giải lệnh design, thì ở đây nó cũng có cái phần là thay đổi cái dạng biểu đồ luôn. Để thực hiện dễ hơn thì mời các em xem cái hướng dẫn này ở mục xem hướng dẫn 3 về cái cách mà thay đổi dạng biểu đồ. Rồi ví dụ thầy có một cái biểu đồ như thế này, nãy mình mới vẽ xong đó, biểu đồ hình cột ở cái bảng mà học sinh giỏi lớp 7A này á, thì là biểu đồ hình cột. Để thay đổi cái biểu đồ này thành cái biểu đồ hình tròn thì sao? Bước 1 đầu tiên hồi nãy là cái mục mà mình đã học á, thì cái bước 1 của chúng ta là chúng ta sẽ là chọn vào cái biểu đồ nào chúng ta cần thay đổi. Ví dụ biểu đồ này cần thay đổi á, chúng ta là ghê chỏ chuột vào có cái biểu tượng là hình mũi tên 4 chiều như thế này đó, thì chúng ta lít chuột trái vào cái biểu đồ đó. Lưu ý là lít trên cái viền nha, lít trên cái viền, chứ tránh trường hợp là có nhiều em học sinh đó là mấy năm trước đó, là có cái phần mà mình lít sai vị trí. Ví dụ ở trên biểu đồ này khi mà mình lít đó, mình lít là trên viền của biểu đồ đó, tránh trường hợp là lít tại cái khung mà kẻ biểu đồ này thì coi như là sai không được. Mình phải là lít chọn tất cả nguyên cái khung viền này luôn của cái biểu đồ đó đó. Rồi sau khi lít chọn xong rồi tiếp tục làm gì? Nháy chuột trên biểu đồ cần thay đổi. Bước thứ hai chọn dạng biểu đồ khác trên cái nhóm tra trên giải lệnh insert đó, trên cái giải lệnh insert thì mình vào cái giải lệnh insert đó. Rồi trên tra này có nhiều cái biểu đồ chúng ta cần thay đổi, hồi nãy nói là thay đổi thành biểu đồ hình tròn thì chúng ta là chọn vào biểu đồ hình tròn đó. Sau đó là chúng ta là chọn cái hình tròn nào mà chúng ta ưng ý nhất rồi chúng ta sẽ chọn, và tự động là cái biểu đồ hình cột này sẽ được thay đổi thành hình tròn. Đó là cái cách thay đổi, cách một là thay đổi biểu đồ. Cái cách thứ hai có thể là mình vào cái giải lệnh design. Cái giải lệnh design này sau khi mà mình chọn vào cái biểu đồ này á, là giải lệnh design này mới xuất hiện. Còn nếu mà mình không có chọn vào cái biểu đồ thì cái chữ design này là không xuất hiện nha. Rồi chọn vào design, và sau đó là chúng ta là vào cái lệnh là change tra thay. Change tra thay thì chúng ta chọn change tra thay, ở đây mình sẽ chọn vào cái biểu đồ là đường gấp khúc, là đường line đó. Đường line thì chúng ta là chọn đường line là đường gấp khúc. Sau đó là chúng ta chọn một cái biểu đồ phù hợp, ví dụ chọn biểu đồ thứ hai đi, 1 nè, 2 nè, rồi sau đó là bấm OK đó. Sau khi bấm OK xong á, là biểu đồ hình tròn sẽ được thay đổi. Thì cái đó là cái hai cái cách mà thực hiện thay đổi biểu đồ. Về cái phần B này, thêm thông tin giải thích thêm thông tin giải thích trên biểu đồ, thì cái phần này á, là các em học sinh tự nghiên cứu trong sách giáo khoa. Thì cái nội dung B này á, là ở trang 93, 94 và 95 sách giáo khoa. Thì ở đây tác giả đã trình bày khá là đầy đủ về các bước thực hiện thay đổi cái thông tin chú thích trên biểu đồ. Cái thông tin chú thích là cái thông tin như thế nào thì các em xem cái thông tin chú thích trên biểu đồ.
Ví dụ ở đây là thầy nói là cái thông tin chú thích trên biểu đồ như thế này. Các em xem. Ví dụ ở đây là một cái bảng. Đó, một cái bảng là ở đây là cái chữ là học sinh giỏi lớp 7A. Đó, thì ở đây là cái bảng tổng cộng nữ nam học sinh năm học đó, thì nguyên cái bảng này. Nhưng mà chú thích đó là nó hiển thị ở trên đây. Đó, hiển thị trên đây, ví dụ là cần cần thêm một cái chú thích nào đó. Ví dụ khi mà vẽ biểu đồ ra thì nó sẽ có cái dòng chữ là học sinh giỏi lớp 7A. Đó, học sinh giỏi lớp 7A nó nằm ở trên cái phần này luôn. Đó. Trên cái phần biểu đồ này luôn. Đó, sau khi mình vẽ cái biểu đồ á thì là mình sẽ chú thích cho nó là cái học sinh giỏi lớp 7A nó nằm ở trên biểu đồ này luôn. Thì cái phần này á là các em sẽ về nhà tự nghiên cứu. Đó, ví dụ thầy sẽ làm cho các em xem luôn nè. Thấy chưa? Mình sẽ chọn vào cái phần layout thử đi. Layout thì cái tiêu đề ở đây là nãy thầy nói là học sinh giỏi lớp 7A nó sẽ nằm trên biểu đồ luôn, mà trong khi đó là chúng ta là không thực hiện vẽ mà không nó không có, thì có thể là mình chọn nó. Cái này là cái vị trí mà xuất hiện của cái tiêu đề của cái biểu đồ mà chúng ta vẽ. Ví dụ là học sinh giỏi lớp 7A. Đó, đó là cái phần chú thích trên biểu đồ thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong sách giáo khoa, thì thầy sẽ không nói thêm. Rồi cái phần 5 á, cái phần 5 là câu hỏi và bài tập. Thì bài tập thì ở trong sách giáo khoa thì khá là đầy đủ rồi. Thì bài tập thì có 3 bài, là bài 1, bài 2, bài 3. Thì trang thì có là ở trang 95, 96, 97 sách giáo khoa. Thì các em sẽ làm sau khi học xong cái bài này là các em sẽ làm các bài tập trong sách giáo khoa. Thì ở trong đây có khá là đầy đủ cái nội dung mà chúng ta thực hiện trong quá trình làm bài tập. Thì không có mà có cái gì khó khăn, có những cái gì không hiểu thì có thể là nhắn tin cho thầy hoặc là gọi điện trực tiếp cho thầy để thầy hướng dẫn. Rồi để cái củng cố cái bài này á, thì ở mỗi bài thì thầy có xây dựng riêng những cái phần bài tập củng cố với cái hình thức trắc nghiệm á, thì các em sẽ thực hiện làm cái bài tập củng cố này ở một cái trang riêng, hoặc là trang website riêng thầy sẽ xây dựng cho các em để các em làm trên đó, và sẽ có thống kê về điểm số các em làm điểm đạt được để nắm những cái kiến thức này tới đâu, mức độ tới đâu thì hiển thị ra cái nội dung của điểm như thế đó. Thì để cho các em học sinh làm được cái bài tập củng cố này, mình sẽ xem cái hướng dẫn để làm bài tập củng cố như thế nào. Đôi khi có nhiều học sinh mà không biết truy cập vào bài tập củng cố thì lúc đó thì mình sẽ không làm được cái bài tập này. Thì mời các em xem cái hướng dẫn làm bài tập củng cố. Rồi như các em đã biết thì bài 8 sắp xếp và lọc dữ liệu thầy đã gửi cho các em. Nhưng mà các em xem cái phần thông tin ở phía dưới đây. Đây là cái người sở hữu của video này là thầy. Rồi sau đó là cái thông tin về cái video này được để ở phía dưới. Rồi các em, nếu mà các em muốn làm bài tập củng cố được thì các em sẽ truy cập vào cái địa chỉ ở phía dưới đây. Thầy đã để sẵn cái địa chỉ của bài tập củng cố, thì các em click vào cái địa chỉ này sẽ ra bài tập củng cố. Thì ở đây là cái bài 8 là sắp xếp dữ liệu, sắp xếp và lọc dữ liệu này là các em đã học rồi. Cái này là cái ví dụ thôi. Rồi riêng cái bài chính này thì nữa, trên mạng các em học thì ở phần thông tin này thì vẫn có cái bài tập củng cố này để cho các em làm. Đó, sau khi click vào cái bài tập củng cố thì
sẽ hiển thị ra một trang web riêng về cái phần bài tập củng cố này. Thì có nhiều em học sinh truy cập vào cái bài tập củng cố này, nhưng mà đa số là nhiều em chưa biết làm hoặc là chưa hiểu cái phần làm như thế nào. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em biết cái cách làm bài tập củng cố như thế nào, hoặc là những cái bài tập trắc nghiệm mà thầy đã giao về nhà cho các em ôn tập lại những cái kiến thức cũ á, thì mình sẽ làm được. Đầu tiên đó là cái phần A, nhưng mà em phải quan sát là cái chữ bắt buộc ở phía trên là sao, sao là phải bắt buộc. Rồi sau đó là chứ em là quan sát là cái phần A là điền thông tin. Đầu tiên đó là mình phải điền thông tin là nhập họ tên, rồi nhập họ tên của em, rồi ngày tháng năm sinh của mình á, mình chọn ngày tháng năm sinh đó, chọn ngày tháng năm sinh, rồi giới tính của mình là giới tính nam nữ đó, lớp thấp ở đây là tất cả các lớp này, các em thuộc khoa lớp nào thì các em chọn vào lớp đó. Sau khi cái phần A này đã điền xong thì là mình qua phần B. Còn nếu mà điền chưa xong thì ở đây nó có cảnh báo đây là một câu hỏi bắt buộc, là cái phần sau này nè, mình phải là điền đầy đủ thông tin và chính xác, để cho khi mà các em làm bài tập là gửi về cho thầy chấm á, thì thầy biết em nào ở lớp nào đã làm. Còn nếu mà em không ghi đầy đủ hoặc là chính xác, không ghi chính xác được cái tên em thì coi như là bài đó em chưa làm và học sinh đó thầy sẽ không chấm điểm, sẽ không ghi nhận. Rồi tiếp theo là cái phần B, là cái phần bài tập trắc nghiệm. Thì ở đây là có là 10 câu, 10 câu hỏi đó, tương ứng với mỗi câu là 10 điểm. Ở đây có, nếu mà làm 10 thì được 100 đó. Thì đọc câu hỏi trên ở dưới là có những cái câu lựa chọn, thì lưu ý là mỗi câu đều có dấu sao, ở đây là bắt buộc các em làm hết. Còn nếu mà em nào làm sót câu nào thì coi như là nó sẽ không cho phép người dùng gửi về giáo viên để chấm điểm. Lưu ý nha, mình phải chọn hết trơn tất cả các đáp án cho là đúng đó. Ví dụ một câu hỏi chỉ có một đáp án chính xác thôi, nên là em phải chọn ra cái đáp án chính xác sau khi hoàn thiện 10 câu rồi đó. Cuối cùng của trang web làm bài luôn á, là có một cái nút gửi, thì các em sau khi làm xong rồi đó là các em bấm chữ gửi, sau đó là cái thông tin và nội dung của các em làm sẽ gửi về cho thầy, thầy sẽ chấm điểm cho các em. Nhưng mà chấm điểm ở đây là chấm điểm là ghi nhận, còn điểm ở trên đây là thang điểm 10. Thang điểm 10 là mỗi câu 100 điểm. Ví dụ tương ứng với một câu ở trên đây thì thầy sẽ cho một điểm, hoặc đúng 10 câu sẽ 10 điểm. Các em lưu ý. Tiếp tục cái phần 6 là liên hệ giải đáp. Thì phần liên hệ giải đáp này là giúp cho các em nào mà xem video mà cảm thấy những cái nội dung nào mà chưa hiểu hoặc là chưa làm được thì có thể soạn ra bằng file Word, gửi về địa chỉ mail của thầy với cái tên là nguyenvanliet@canthoe.edu.vn. Hoặc là cái cách thứ hai là các em có thể kết bạn với thầy qua Zalo với số điện thoại là 0375 070 440. Thì qua đây thì ví dụ em nào không có nhắn tin được thì có thể gọi điện trực tiếp qua Zalo và số điện thoại này, mà em nào là cảm thấy là không tiện gọi điện thì có thể nhắn tin qua Zalo cá nhân qua số điện thoại này cho thầy, để thầy hướng dẫn giải đáp cho các em, để cho các em học bài tốt hơn. Nội dung bài thứ 9 là cái bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồ, thì đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các em trong những lần học tiếp theo. Chúc các em một ngày học tập tốt.